Chào anh em nhé, là lâu lắm mình không ra video Pachinko. Thì mình cũng ngày xưa cũng đăng nhiều video Pachinko ấy, mà cũng dạo vừa rồi cũng hay đi chơi, nhưng mà dạo này chơi quán Pachinko nó sửa lại máy phần mềm hay sao, chơi toàn bị thua. Anh em nhiều anh em chơi cả cả nhiều nơi như Tokyo, Osaka. Rồi thì nhiều nơi anh em vào chơi, dạo đầu thì có vẻ ăn nhưng mà sau càng càng thua. Thì mình cũng thế, mình thấy chơi càng càng khó ăn. Thì lời khuyên của mình là thôi anh em nào mới chơi thì thôi bỏ. Để tiền đấy mà gửi về cho bố mẹ ở nhà. Hoặc chơi cái khác, chứ chơi Pachinko mình thấy không ổn. Thấy nhiều anh em nhắn tin là toàn bị thua thôi. Mà tiền được thì chẳng được bao nhiêu mà tiền mất thì nhiều. Là mình khuyên chân thành anh em nào mà mới chơi thì nó bỏ luôn được, còn anh em mà chơi lâu mà cảm thấy bỏ được thì bỏ, chứ không nên chơi không có lãi đâu, không ăn được. Anh em xem thử video của mình nhé, lỗ rất chi là nhiều nhưng mà nó hút một cái thì lại hết sạch, lại thua, không ăn thua gì. Nên là nói chung là tùy mọi người thôi, nhưng mà theo khuyên mình, lời khuyên của mình là mọi người nên bỏ, không chơi nữa, không ăn được. Mọi người xem thử video của mình nhé, nhìn nhé. Đầu tư 1 cent à? À, có 5 cent là đầu tư 1 cent vào. Thank you.
mới sạch luôn.